Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định mẫu virus trong nước thải không phải từ bất kỳ ca bệnh nào mà từ vaccine. Trước đó, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đã khuyến cáo các bậc cha mẹ đảm bảo rằng con họ đã được tiêm phòng sau khi phát hiện ra virus bại liệt trong quá trình giám sát nước thải định kỳ ở London. Theo hãng tin Reuters, đây là dấu hiệu đầu tiên kể từ những năm 1980 cho thấy virus có thể lây lan ở nước này, nhưng các nhà chức trách cho biết không có ca bệnh nào được tìm thấy. Sau khi vấn đề được báo cáo, Tổ chức Y tế Thế giới đã có câu trả lời vào cuối ngày 22 tháng 6. Tờ Medical Express dẫn lời các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới trong một tuyên bố rằng virus bại liệt có nguồn gốc từ vaccine bại liệt tiếp 2 đã được tìm thấy trong các mẫu giám sát môi trường ở thủ đô nước Anh. Điều quan trọng cần lưu ý là virus chỉ được phân lập từ các mẫu môi trường. Tổ chức Y tế Thế giới nói và nhấn mạnh thêm rằng không có ca bệnh liên quan nào được phát hiện. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo bất kỳ dạng virus bại liệt nào ở bất cứ đâu đều là mối đe dọa đối với trẻ em. Trong những thập kỷ gần đây, bệnh bại liệt đã hầu như bị xóa sổ do nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. Các ca bệnh đã giảm 99% kể từ năm 1988, năm mà bệnh lưu hành ở 125 quốc gia, với 350 ca trên toàn thế giới. Phiên bản hoang dã của virus bại liệt hiện chỉ còn tồn tại ở Afghanistan và Pakistan, nhưng vaccine bại liệt đường uống là vaccine sống, nên nếu virus từ vaccine dù chỉ là lượng nhỏ và đã suy yếu, thì cũng có khả năng gây ra bùng phát ở những nơi mà tỷ lệ bao phủ vaccine bại liệt ở trẻ em còn thấp. Đó cũng là lý do Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi thay thế dần vaccine đường uống thành vaccine bại liệt dạng bất hoạt, là vaccine dạng tiêm. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết tỷ lệ tiêm chủng phòng bại liệt ở trẻ em London là 87% và cảnh báo về việc một số trẻ có thể trễ mũi tiêm do các đợt giãn cách xã hội phòng Covid-19.